chuyên gia selfie Oppo Camera Phone F1S. Je t'aime comme ça.
Oppo F1S chuyên gia selfie. Camera trước 16 megapixel. Selfie đẹp tự nhiên. Oppo Camera Phone. Sự trở lại hoạt mục xuất hiện. Từ đêm thứ ba của vòng live show chặng đua khắc nghiệt, các bạn thí sinh và nhóm hát bị loại sẽ có cơ hội trở lại và bứt phá tới đích đến cuối cùng của dân tố bí ẩn 2016 bằng cách thực hiện các sản phẩm âm nhạc và kêu gọi sự ủng hộ từ quý vị khán giả. Thí sinh sở hữu sản phẩm âm nhạc có lượt xem và lượt yêu thích cao nhất từ khán giả sẽ nghiễm nhiên tiến thẳng vào đêm chung kết đỉnh vinh quang.